Xin chào tất cả các em Chị đã quay trở lại rồi đây Đã bạn nào dậy chưa nhở Các em ơi dậy thôi dậy thôi Nào bạn nào dậy rồi lên xem phần phát trực tiếp này rồi Thì hãy gửi lời chào buổi sáng đến chị nhé Chào các em Chào buổi sáng các em quá dậy rồi <laughs> đúng như ngày hôm qua mà chúng ta đã hứa với nhau đúng không nào dậy thôi dậy <laughs> thôi chào các em ừ, chào Ngọc Phú chào Giang à em bị đau nên hôm nay xin nghỉ à vậy à em cố gắng nghỉ ngơi để mình nhanh chóng khỏi bệnh nhá à, ok cảm ơn Quỳnh Anh xin chào thảo nguyên xin chào em ừ, xin chào thì dương đâu rồi các bạn đã lên xem chưa nhở hôm nay đây này hôm nay mới quyết định là bạn nào kiên cường nhất đây này ngày nghỉ mà vẫn dậy sớm <laughs> À cảm ơn bổn tâm, cảm ơn em Ồ ơi, nhìn lên có đúng 9 bạn đang xem này <laughs> Các bạn của chị đâu hết rồi nhở? Hôm nay chúng ta sẽ tổng ôn nhá Hôm nay chúng mình sẽ tổng ôn về cả 7 ngày vừa rồi thì chúng mình đã học được những cái gì Và mở rộng một chút xíu với phần lý luận văn học Những cái nhận định liên quan đến lý luận văn học em có thể sử dụng trong bài thi học sinh giỏi nhá Được không nào Ừ Ok các bạn Thấy chưa? các bạn lên chứ nhở hôm nay là chị đợi các bạn hơi hơi lâu đấy đợi sẽ dành một khoảng thời gian nhiều hơn một chút để đợi các em chắc là có một vài bạn là tự cho mình thêm một vài phút nghỉ ngơi với một buổi sáng cuối tuần mà đúng không chúng mình cũng đã vất vả cả một tuần rồi không biết có bạn nào hôm nay xem phần phát trực tiếp này xong lại lên giường đi ngủ tiếp không <laughs> Ok chưa nào? Kem ơi Không <laughs> sao, chúng mình có nhiều thời gian mà Có bạn nào hôm nay vẫn phải đi học thêm không? Ừ. Đúng rồi, gọi bạn bè của mình vào học thôi không thật ra là chị cũng biết trước cái tình hình như thế này rồi nhưng mà chị muốn là hôm nay chúng mình trước khi vào học thì thoải mái một chút nhở à chào em chào viên nhi à sáng nay em thi văn giữa kỳ à ừ đâu rồi bạn nhỏ không biết là chị đọc có đúng tên em không nguyễn imeda đúng không đó, thì chị chúc em là sẽ làm bài thật là tốt này Không bỏ qua bất cứ một câu nào Và Bà làm bài trôi chảy Giọng văn ngọt ngào Chinh phục được ban giám khảo nhá Ok không? Và chúc em sẽ đạt được điểm số như mong muốn Hôm nay thi ở trường à? Ô, hôm nay nhiều bạn thi nhở Cố gắng lên các em Cố gắng lên, các em sẽ làm được thôi. Rồi, các em ơi, hãy cùng với chị bây giờ hãy cùng với chị chúng ta nhìn lại trong suốt 7 ngày vừa qua thì chúng ta đã có những cái nội dung gì nhỉ? Đầu tiên là chúng mình sẽ tổng ôn nhá. Xem là trong 7 ngày vừa qua thì chúng mình đã học được những cái gì? Ừ, Đầu tiên này các bạn ghi nhớ chị chúng mình có những cái nhận định để liên hệ mở rộng trong các tác phẩm được không các tác phẩm trong đó này có bài thơ về tiểu đội xe không kính đúng không chúng ta cũng có những cái nhận định liên quan đến bài thơ đoàn thuyền đánh cá Rồi là gì đấy nhỉ? Chúng ta còn có những cái nhận định liên quan đến bài bếp lửa. Rồi là gì? Ánh trăng, đúng không? Đây đều là những cái nhận định, à đây đều là những cái tác phẩm thơ rất là quan trọng trong chương trình của chúng mình. Chị mong rằng là các em sẽ tận dụng tốt những cái nhận định mà chúng mình được học liên quan đến các tác phẩm này nhá. Chúng mình có nhận định, chúng mình có những đoạn thơ liên hệ mở rộng, đúng không? Các bạn còn nhớ không? Nào, bài thơ về tiểu độ xe không kính Đúng không nào? Chúng ta có một nhận định đó chính là gì nhỉ? Nào, đúng rồi Thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại Nhưng với khí phách của Nào các em Còn nhớ không? Các bạn còn nhớ không? Những cái kiến thức mà chúng mình được học ấy Mở rộng ra cho các em ấy Nào các bạn Ôn tập lại cùng một cùng với chị một chút nhá Đầu tiên này, các bạn tự mình kiểm tra lại cái nhận định mà cùng với chị học về tác giả Phạm Tiến Duật và thơ của ông Nào, thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại Nhưng gì nhỏ, những cái từ khóa hôm đó chị đã gai chân cho các bạn rồi Đấy, sau đó này, nhớ xong nhận định đấy Nào, các bạn, cố gắng lên Chúng mình sẽ ghi nhớ lại những cái từ khóa đấy để chúng mình sử dụng trong bài viết của mình nhá Đừng để cho chiến dịch này kết thúc rồi Chúng mình lại quay trở lại với những cái cách phân tích mà Chỉ dừng lại ở những cái ý cơ bản thôi Như thế thì đáng tiếc lắm Ok chưa? Nhá Rồi là gì nữa nhở? Cái bài thơ của tác giả Phạm Tiến Duật ấy Cùng nhau nhớ lại, cùng nhau nhớ lại này Về bài thơ về tiểu đội xe không kính Chúng ta có một nhận định và cũng có một dẫn chứng Bài thơ đoàn thuyền đánh cá Thì sao nhở? Bài thơ đoàn thuyền đánh cá Chúng ta có có nhận định không hả các em? Hay theo cáo, chúng ta có nhận định không Có đấy Chúng ta có nhận định của tác giả Xuân Diệu đấy Được không Chúng ta có nhận định của tác giả Xuân Diệu Cái nghiêng tai kỳ diệu đấy Của Huy Cận ấy Rồi là chúng ta cũng có một bài thơ của tác giả Huy Cận và cái giai đoạn sau cách mạng Để thấy được cái hồn thơ Huy Cận đã thay đổi như thế nào Ừ, đến với bài bếp lửa này chúng ta cũng có những câu thơ cũng của chính tác giả bằng việt viết về người bà của mình để liên hệ với cả ba câu thơ cuối rồi ánh trăng chúng ta cũng có đoạn thơ của ai nhỉ của tố hữu này đúng không liên quan đến ân tình cách mạng hiểu không nào đó thì các em cố gắng ghi nhớ được nhá các bạn ghi nhớ ghi nhớ giúp chị để chúng mình ôn tập lại thứ nhất là nhớ được chính xác xem dẫn chứng đấy là gì xem nhận định đấy là gì thứ hai là chúng ta tự hình dung trong đầu mình đó là với dẫn chứng này thì mình sẽ liên hệ vào đâu liên hệ vào đoạn nào hiểu không nhá và như chị đã nói rồi đấy kết thúc chiến dịch này có bạn nào có cái cuốn sổ ghi lại nhận định này ghi lại những đoạn thơ hay ho mà em sưu tầm được thì hãy chia sẻ với chị nhá được không ừ uhm, đó đấy Cố gắng lên các bạn nhá. Cố gắng lên, chị tin là các em làm được thôi. Chỉ cần là mình mong muốn cũng như có một nhận định đấy, chỉ cần là bạn mong muốn thì cả vũ trụ này sẽ hợp sức lại giúp đỡ bạn mà. Cho nên là chỉ cần các em mong muốn, các em quyết tâm thôi thì tất cả mọi thứ xung quanh nó giống như là cùng với các em quay vào cái cuồng quay đấy và sẽ hỗ trợ các em toàn bộ cái sức lực của mình để mình thực hiện được mà. Nên là cố gắng lên, được không? Ừm, đó. Rồi, đó là những cái phần nhận định và dẫn chứng liên quan đến các tác phẩm hay là trong bài nghị luận văn học. Chúng ta cũng đã có hai buổi đúng không? Chúng ta có hai buổi là ngày thứ năm và ngày thứ sáu để chúng ta ôn tập về những cái nhận định liên quan đến nghị luận xã hội. Đó, thì trong nghị luận xã hội này chúng ta cũng có thơ, những cái câu thơ để sử dụng liên hệ. Đó là gì nhỉ? Nếu là con chim chiếc lá thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả, sống lại cho đâu chỉ nhận riêng mình Rồi là gì nhỉ? Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão Những hàng cây cũng đổ dạp cả rồi Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau Kiểu như vậy đấy được không? Rồi chúng ta cũng có thêm những cái câu thơ khác Ví dụ như là Đừng để lạc lõng giữa mênh mông em biết không Đừng đi nào rồi cũng tới dạng đông Hiểu không? nhá rồi là gì nhở bỗng ngày nọ người nhìn ta khẽ nói những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi chúng mình là tàu bè trong hải cảng ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời những đấy là cái ước vọng của con người ấy hiểu không ừ ok nhá đó chúng ta có những cái câu thơ liên quan đến những cái vấn đề xã hội kiểu như vậy tiếp tục này chúng ta cũng có những cái nhận định mà tối hôm mình tối hôm qua chúng mình học đấy tối hôm qua chúng mình học có rất nhiều nhận định Hãy cố gắng là vận dụng tốt cái vốn nhận định của mình các em nhé Cố gắng vận dụng tốt Chúng ta có thể kết hợp giữa việc trích dẫn nguyên si nhận định đó vào bài Hoặc là mượn những cái hình ảnh xuất hiện trong nhận định Đúng không? Ok nhé Đó, vậy là trong quá trình ôn tập này Chúng ta cũng gọi là tự nhắc nhớ luôn Cái cách để áp dụng Cách để chúng mình áp dụng những cái phần kiến thức mình có áp dụng vào bài của mình hiểu không vậy thì cách áp dụng đầu tiên là chúng ta có hai hình thức là chúng mình trích dẫn toàn bộ và cách thứ hai là chúng mình mượn hình ảnh Nhưng nó sẽ có sự khác nhau giữa nghị luận xã hội và nghị luận văn học Nếu như nghị luận văn học ấy thì nó luôn yêu cầu các em có cả cái việc đó là chúng là Đó chính là gồm dẫn dắt và nêu ra, được không? Dẫn dắt cộng với cả nêu dẫn chứng Đó, hiểu không? Còn nghị luận xã hội thì nó sẽ ngắn gọn hơn chúng ta có thể sử dụng trực tiếp luôn Sử dụng trực tiếp cái dẫn chứng đó hiểu không nào nhá đấy thì tổng kết lại nó bao gồm những cái kiến thức như thế này các bạn hãy cố gắng nắm được nhá cùng với chị ôn tập lại như vậy vậy thì bây giờ xung quanh những cái kiến thức này các em còn có gì không hiểu không các bạn còn gì thắc mắc không các bạn có điều gì không hiểu trong phần này không nhỉ nào chị sẽ giải đáp luôn như hôm qua chị bảo rồi đấy nào, suy nghĩ đi cả đêm bắt óc suy nghĩ đi xem còn gì thắc mắc về những cái gì mà chị đã chia sẻ với các bạn rồi thì ngày hôm nay em hỏi chị để chị giải đáp luôn đúng không chị sẽ cố gắng thỏa mãn cái sự tò mò thỏa mãn cái khát khao tìm hiểu của các bạn thế thì bây giờ hãy đặt ra những cái câu hỏi nếu như mà em còn phần nào thắc mắc nếu như mà em còn phần nào chưa thỏa mãn thì có thể đặt luôn câu hỏi cho chị nhé ừ chị đợi các bạn này chúng ta phải uh, nắm tốt được những cái gì mà chúng mình học trước sau đó thì chúng mình lại tiếp tục mở rộng ra hơn được không được không nào <laughs> hôm nay có vẻ thảnh thơi nhỉ Lần này cái chiến dịch này thì chị lại viết ra hai quyển sổ khác nhau cho nên là không có không có cả một quá trình để cho các bạn cùng nhìn lại với chị. Ở đây là chỉ có ngày hôm nay này, ngày hôm qua này. Và ngày hôm nào nữa nhỉ? Và ngày 4, um, ngày 4, ngày 6 và ngày 7. Trong cuốn sổ này thì chỉ có 3 ngày đó thôi. Đây này, cái ngày 4 là ngày rất quan trọng đây này có bạn nào bỏ lỡ không ừ ơ ờ, sao nghị luận xã hội lại là sao đồng chí lại là nghị luận xã hội được đồng chí phải là nghị luận văn học chứ có nghĩa là ok em vẫn chưa phân biệt được nghị luận xã hội và nghị luận văn học à đây nhá nghị luận xã hội là những cái bài làm thường sẽ là đoạn văn nếu như mà các bạn với cái cấu trúc thi giống như đề thi trung học phổ thông quốc gia là một đoạn văn mà chúng mình bàn luận về những cái vấn đề trong đời sống liên quan đến những cái uh, giá trị cốt lõi của con người này liên quan đến những cái tính cách của con người này liên quan đến những cái hiện thực đang diễn ra ở trong đời sống chúng mình đấy là nghị luận xã hội là bàn luận đưa ra quan điểm của mình về những vấn đề trong đời sống còn nghị luận văn học là bàn luận để đưa ra quan điểm của mình về một vấn đề trong văn học có nghĩa là gắn liền với các cái tác phẩm văn học đấy hiểu không nó, ừ. nghị luận văn học là đưa thơ liên hệ vào phải thêm một ít nội dung, sửa một ít nội dung của nó vào à chị đây nhá, Các em ơi, ok khó cho mình dẫn dắt đúng không? giải thích nhận định và dẫn dắt này chị bảo này nếu như mà chúng mình sử dụng nhận định dù là ở trong phần uh, nghị luận văn học hay là nghị luận xã hội ý, thì cái phần đó Chúng mình sẽ không đi sâu, không đào sâu vào phần giải thích quá đâu nhá. Hiểu không? trước khi em sử dụng nhận định đấy là em đã phải hiểu nhận định đấy rồi sau đó là chỉ dùng nó với cái mục đích là phục vụ cho quá trình mình khẳng định lại luận điểm hoặc là phục vụ cho cái quá trình mình mở rộng thêm cái quan điểm của mình thôi chứ không phải là đưa nhận định nào vào cũng phải giải thích chi tiết nếu như vậy thì đề bài của chúng mình là yêu cầu đang chứng minh nhận định thì cái nhận định chính chúng mình giải thích rồi thế xong rồi mình sử dụng những nhận định phụ cũng lại giải thích nó thêm nữa thế thì người ta biết được là em đang giải thích và đang tập trung vào nhận định nào đúng không đó nhá, đây là cái đầu tiên Cái thứ hai là về phần dẫn dắt Thì ở đây, chị dở lại cho các em xem này Chúng mình có bốn cái cách để chúng mình dẫn dắt Và đưa một cái đoạn thơ vào Trong quá trình chúng mình đang phân tích Hiểu không? Đây này Có bốn cái cách này Các em đã kịp ghi lại chưa? Lo lắng lắm cho các bạn Nên là mới để cho các bạn xem lại đấy Các bạn xem lại nội dung của ngày 4 nhá Đó chính là chúng ta có những cái cách sử dụng Để đưa ra những cái dẫn chứng, đưa ra những cái đoạn thơ trong các bài nghị luận văn học. Thứ nhất chúng ta có thể sử dụng dùng từ cũng. Dùng từ cũng cho một cái câu để cho thấy được cái sự tương đồng giữa hai tác giả, giữa tác giả chúng ta đang phân tích và tác giả chúng ta muốn liên hệ mở rộng này, hiểu không? Đó. Cái thứ hai chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái từ khóa ở trong chính những cái dẫn chứng để dẫn dắt. Ví dụ như là bài thơ một nửa của tác giả chính hữu thì chúng ta muốn liên hệ mở rộng với cả cái sự sẻ chia giữa những người lính trong gian khổ thế thì chúng ta có những cái câu thơ ở trong bài thơ một nửa của chính hữu đó là gì nhỉ uhm... chị nhớ à, cuộc đời anh cho tôi chia một nửa đúng không một nửa nửa giọt mồ hôi vạt áo còn đầm nửa dãy trường sơn thác gành vất vả nửa bát cơm hạt muối nhọc nhằn rồi là gì nữa nhở một nửa trận nắng một nửa cơn mưa đó thì chúng ta sử dụng luôn những cái hình ảnh là bát cơm hạt muối nhọc nhằn rồi vạt áo còn đầm rồi là dãy trường sơn thác gành vất vả bất cứ điều gì trong đời sống người lính thì họ cũng có thể chia sẻ với nhau đồng cam cộng khổ với nhau đó xong rồi hai chấm trích ra trích cái câu thơ đấy ra chẳng hạn Hiểu không? Đây nhá, các bạn ôn tập lại bốn cái vấn đề này Bạn nào chưa kịp ghi thì ghi lại này Đâu rồi? Bây giờ em bị cái vấn đề là cứ nhớ nhớ quên quên Lúc đọc thì nhớ rõ rồi Mà sau khi nhớ ý chính Mà mà sau thì chỉ nhớ ý chính Lúc đọc lại thấy nhớ rồi mà sau đó vẫn quên Em sợ đi thi quên sạch banh Thế thì chị nghĩ rằng là thứ nhất là trong quá trình mình học Mình chưa tập trung tuyệt đối. cái thứ hai là mình mới chỉ dừng lại ở việc học thuộc lý thuyết như vậy, mình chưa áp dụng nhiều, cho nên nó chưa thể trở thành thói quen. nó sẽ rất khó, ấy, bởi vì là nếu như bình thường chúng mình chỉ tập trung vào phân tích thôi, thì đi thi mình sẽ luôn luôn phải tự nhắc nhở mình là phải liên hệ mà, phải liên hệ, phải liên hệ, phải liên hệ, kiểu như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta cái tâm thế làm bài không thoải mái. thứ hai nữa là khiến cho chúng ta bị một cái nó cứ gò bó đối với bài viết của mình. Hiểu không? Lúc nào cũng sợ là mình không liên hệ thì nó sẽ bị như thế này. Rồi lúc nào cũng sợ là đến lúc viết xong mà qua mất cái đoạn cần phải liên hệ rồi thì mình tiếc lắm. Thế thì chúng ta nhá, khi mà vào phòng thi, thứ nhất là bây giờ trong quá trình học là các em phải dần dần quen với cái việc liên hệ mở rộng cho bài viết của mình đi. Hiểu không? Nhưng đấy nhưng mà chị chỉ sợ là chị cứ nhắc nhiều như thế xong rồi các bạn chỉ chú tâm vào việc liên hệ mở rộng mà không chú tâm kiến thức nền là rất nguy hiểm đấy nhá thứ nhất là chúng ta phải nắm chắc kiến thức nền đã phân tích xong phân tích đủ phân tích sâu phân tích kỹ rồi thì mới liên hệ mở rộng thì khi liên hệ mở rộng này là trong quá trình làm bài hàng ngày là các em phải quen đi và cái thứ hai là có dẫn chứng nào cho mình là các em viết luôn cái phần dẫn dắt đó hình dung luôn là trong bài viết của mình mình sẽ viết như thế nào đó là cái thứ nhất nhá Cái thứ hai là khi mà chúng mình vào phòng thi ấy Có tờ giấy nháp là nghĩ đến nhận định nào hoặc nghĩ đến dẫn chứng nào Các em ghi luôn ra Ghi luôn ra nhá Sau đó là để trước mặt mình ấy Để nó hiện lên đấy Để lúc nào mình nhìn vào mình cũng biết là Sắp đến cái đoạn mình phải liên hệ chẳng hạn Hiểu không? Nhá các bạn nhé. đó là hai cái bước để chúng ta có thể không bị quên trong quá trình làm bài thi về việc liên hệ mở rộng. Nhưng mà quan trọng là phải biến nó thành một cái kỹ năng quen thuộc hàng ngày của các em cơ. Cố gắng lên nhá, được chưa? Có dẫn chứng nào trong tay là mình phải áp dụng nó luôn Chứ không phải là chỉ học dẫn chứng Đưa đến cho các bạn một dẫn chứng nào là chị cũng nêu là dẫn chứng này nên Liên hệ mở rộng ở đoạn thơ nào Rồi cách dẫn dắt ra sao Thì các em lắng nghe những phần đó Cố gắng ghi lại hoặc là Mình ghi lại bằng cái ý hiểu của mình thôi Sau đó là tự thực hành Được không nào Nhá ừ. Đấy thì đây Nhận định À, nghị luận văn học mà đưa thơ vào liên hệ là phải thêm một ít nội dung của nó vào à chị Như chị bảo rồi đấy, đó là một trong những cách, hiểu không? Chúng ta có thể là dùng sau khi trích nhận định đấy ra Thì bình luận một chút xíu về nội dung của À sau khi trích cái đoạn thơ đấy ra xong rồi bình luận một chút xíu về nội dung của đoạn thơ đó Để cho thấy là sự giống nhau và khác nhau giữa hai tác giả Để từ đó làm nổi bật lên cái phong cách viết của tác giả chính mà chúng ta đang đi phân tích ví dụ như là chúng ta phân tích cái nắm tay thương nhau tay nắm lấy bàn tay sau đó chúng ta liên hệ mở rộng với cái hình ảnh là bắt tay qua cửa kính vỡ rồi đấy chúng ta bình luận là những người lính thời kỳ kháng chiến chống mỹ là những người lính trẻ trung ngang tàng dũng cảm họ đi trong gian khổ nhưng vẫn có thể bắt tay qua cửa kính vỡ rồi coi cái việc kính vỡ rồi là một cái điều kiện thuận lợi để có thể hỏi thăm lẫn nhau để có thể động viên lẫn nhau để có thể cùng nhau chiến đấu quyết tâm chiến đấu truyền cho nhau, nhau cái tình đồng chí đồng đội nhưng ở đây trong thời kỳ kháng chiến chống pháp thì cái nắm tay này lại xúc động hơn rất nhiều không phải là bắt tay mà là nắm tay hiểu không xong rồi chúng mình phân tích kỹ hơn đó là một cách cách thứ hai là chúng ta cũng có thể là um, dùng đây này như chị bảo đấy dùng chính những cái hình ảnh ở trong đoạn thơ đó sau rồi trích thơ ra xong thôi thì khi đó rồi chúng mình không cần phải bình luận lại về nội dung của đoạn thơ đó nữa hiểu không cái này linh hoạt nhá bổn tâm nhá ừ ok đấy giang ạ chị hiểu vấn đề của em như vậy thì nếu như mà đi thi mình sẽ đáng tiếc lắm vậy thì bây giờ hãy thêm một cái bước cho chị đó chính là em có nhận định nào trong tay em có dẫn chứng nào trong tay em phải áp dụng nó luôn có nghĩa là viết luôn cái đoạn mà mình sẽ đưa cái dẫn chứng đó vào trong bài viết của mình ra sao viết luôn thôi nhá em cứ viết luôn ra em nghĩ đến cái nhận định à, em, em nghĩ đến cái cách dẫn dắt nào em viết luôn ra thì mình mới có cái thói quen đấy được mình mới tạo được cái thói quen đó hiểu không làm bây giờ à em viết văn cứng quá các câu thơ cứ rời rạc uhm. để cho bài văn của mình nó không bị rời rạc nó không bị cứng nữa ấy, chị hiểu là cứng là khi mà chúng mình có đầy đủ các cái ý chính ở trong đầu nhưng mà khi mình kết nối mình không biết phải viết như thế nào ngoài những cái câu là bên cạnh đó không chỉ vậy rồi tác giả sử dụng hình ảnh này đã làm nổi bật lên cái gì kiểu tất cả nó chỉ là những cái câu mà câu văn trần thuật như bình thường thôi ý. vậy thì bây giờ hãy cố gắng là thử nhá cái cách này không phải là chị bắt buộc các bạn phải làm bởi vì nó tùy thuộc vào cái giọng văn của em nữa tùy thuộc vào cái phong cách viết của em nữa nhưng mà hãy thử nghĩ đến đó là chúng mình đưa thêm những cái câu cảm thán vào trong bài viết của mình đi hiểu không ví dụ nhá ví dụ viết về người lính trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ để kết đoạn hoặc là trong quá trình mình bình luận ấy mình đã viết rất nhiều về cái tinh thần dũng cảm của các anh này sự lạc quan coi thường gian khổ của các anh này đến cuối mình có thể thêm một cái câu cảm thán đó chính là thực là một thế hệ anh hùng hoặc là thực là một thế hệ dũng cảm thực là một thế hệ anh hùng hiểu không kiểu như vậy xong rồi chúng mình tạo thêm những cái nhịp điệu khác đi tạo thêm những cái âm hưởng khác đi cho cái giọng văn của mình thay vì việc chỉ là liệt kê ra những cái ý chính đấy ok chưa nhá và đúng rồi như mà như là như một bạn ở đây đã khuyên ấy đó chính là các em đọc thêm tài liệu đi đọc thêm nhiều những cái tài liệu phân tích để chúng mình không phải là để chúng mình chép và không phải là để chúng mình copy toàn bộ mà là chúng mình đọc để mở rộng thêm xem là người ta thay vì là người ta chỉ liệt kê những ý chính thì người ta có cái cách dẫn dắt như thế nào hiểu với chị không có cái cách dẫn dắt và có cái cách bày tỏ cái quan điểm bày tỏ cái cảm xúc của mình ra sao ừ ok nhá nó cứ bị sao ấy sao ấy là sao như thế nào bây giờ mình sẽ không mông lung nữa mà mình phải đi thẳng vào vấn đề nó cứ thấy bị sao em phải gọi tên được cái vấn đề của em ra xong rồi mình sẽ tìm cách giải quyết nó Chứ mình cứ mông lung như thế thì sẽ khó đi lắm Được không? Mông lung như vậy thì mình khó đi lắm Nhìn thẳng vào vấn đề Tóm lại là mình đang thấy bài văn của mình nó đang thiếu ở đâu Hoặc là nó có thừa ở đâu không Hoặc là nó cần phải thêm những cái gì không Kiểu như vậy Nếu như mà nó khô quá thì tức nghĩa là mình phải thêm những cái cảm xúc của mình vào này Thêm những cái cảm xúc của những người khác khi đánh giá về nó này Hiểu không? Nhá Bằng cách sử dụng đa dạng những kiểu câu lên Có những cái kiểu câu ví dụ như là câu cảm thán này Hay là câu hỏi này Hiểu không? Ừ. Rồi, cố gắng lên các em nhé Đó, thì đó là tất cả những cái phần kiến thức mà chúng mình tổng kết về những ngày vừa qua Học về cách liên hệ mở rộng ở trong bài văn của chúng mình Bây giờ, mở rộng thêm một chút xíu nhé Theo nhu cầu của các bạn ngày hôm qua là bây giờ Là bây giờ có nhiều bạn là chuẩn bị thi học sinh giỏi đúng không? Nhiều bạn chuẩn bị thi học sinh giỏi Vậy thì chúng ta có những cái nhận định liên quan đến các vấn đề lý luận văn học Ở đây nói lý luận văn học thì nó cao siêu như vậy đấy Nhưng mà các em cứ hình dung là chúng ta sẽ bắt gặp những cái đề bài là đưa ra cho chúng mình một cái nhận định Sau rồi việc của chúng mình là hiểu cái nhận định đấy như thế nào Và bằng một tác phẩm cụ thể hoặc là bằng một vài tác phẩm Hoặc là bằng cái trải nghiệm văn học của em chứng minh cho cái ý hiểu đấy hiểu không? vậy thì thứ nhất nhá đối diện với những đề bài như vậy là các em phải nắm được là nhận định ở trong đề bài ấy nó đang cập đề cập đến vấn đề gì. Có thể đấy sẽ là những cái vấn đề lý luận văn học ví dụ như là um, vẻ đẹp của thơ này, cảm xúc ở trong thơ này, cảm xúc cá nhân ở trong thơ ấy, rồi là um, giá trị hiện thực này, giá trị nhân đạo này, đúng không? rồi cái tinh thần yêu thương này, cái um, Uhm, quá trình tiếp nhận văn học này hiểu không nào rồi vai trò của bạn đọc này rồi là gì nhỉ sứ mệnh của nhà văn này vân vân nhiều lắm có rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến văn học như vậy vậy thì đấy là cái thứ nhất là các em phải nắm được là cái nhận định ở trong đề bài ấy, đang đề cập đến vấn đề gì sau đó là giải thích nó giải thích nhận định xong thì chúng mình sẽ có một cái khâu đó chính là bàn luận gọi là lý luận văn học một chút xíu trước khi chúng mình đi chứng minh thì ở đây cái phần lý luận văn học đấy nếu như em xác định được là nhận định ở trong đề bài đang đề cập đến là giá trị nhân đạo chẳng hạn vậy thì phần sau khi mà em bắt đầu viết cái đoạn lý luận văn học ấy là em phải giải thích được là giá trị nhân đạo là gì nó được thể hiện ở trong các tác phẩm thông qua những khía cạnh nào ví dụ như là giá trị nhân đạo là cái tình cảm cái tình yêu thương sự trân trọng của tác giả dành cho các nhân vật thể hiện trong tác phẩm của mình vậy thì trong tác phẩm giá trị nhân đạo nó sẽ được thể hiện ở chỗ là tác giả bày tỏ cái sự cảm thông thấu hiểu của mình đối với các nhân vật khi mà đưa các nhân vật lên trang văn hoặc là đưa các nhân vật lên trang thơ với tất cả những cái gì ạ với tất cả những gì chân thực nhất cái nỗi khổ đau của họ này rồi là cái niềm khát khao mong mỏi của họ là gì này thì phải thấu hiểu phải cảm thông thì tác giả mới có thể đưa những hình ảnh đó lên trang văn một cái xúc động như thế rồi giá trị nhân đạo thì nó còn nhiều những cái khía cạnh khác nữa ví dụ như là sự trân trọng ngợi ca những cái vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong con người này vân 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 vậy thì cái nhận định mà chúng mình đang tập trung ở đây này sẽ sử dụng chủ yếu ở trong chính cái đoạn lý luận văn học đó hiểu với chị không nhá ừ hiểu không nào sao đấy sao đấy À, vấn đề là em viết mấy bài không hay Muốn viết hay thì em phải mất rất nhiều thời gian Mà thời gian đi thi thì ít quá Nên em viết không hay Không hay Thì không hay nó có nhiều những cái khía cạnh của không hay lắm Chị biết là em đang không thỏa mãn Với những gì mình làm được Cảm thấy chưa hài lòng với những gì mình làm được Đúng không Giang Vậy thì bây giờ này Nhìn lại cho chị Thứ nhất là em đã nắm được kiến thức nền hay chưa Kiến thức nền là những ý chính ý những ý chính liên quan đến tác phẩm nếu đã nắm được rồi vậy cái thứ hai là em đã biết kết nối những cái ý đấy với nhau hay chưa có phải vấn đề nằm ở việc kết nối không rồi tiếp tục tiếp tục tiến lên cái ý thứ ba là nếu như mà kết nối ổn rồi nếu như mà kiến thức nền ổn rồi vậy thì bây giờ phải chăng là mình đang chỉ dừng lại ở một cái phần kiến thức cơ bản như vậy thôi hay là bây giờ mình thêm những cái kiến thức mở rộng vào trong bài viết của mình đi được không khi mà em bị tốn quá nhiều thời gian ấy là khi chúng mình có quá nhiều thứ muốn viết nhưng mà lại không biết phải sắp xếp nó vào trong bài viết như thế nào nó ảnh hưởng bởi vì là trong quá trình mình luyện tập hàng ngày mình chưa căn thời gian này mình vẫn còn chủ quan này mình vẫn còn lề mề trong cái việc là xác định ý thì ok rồi đấy nhưng mà cứ bắt đầu đi, vào bài viết kiểu như là lập dàn ý thì rất nhanh nhưng mà đi vào bài viết là thấy nhiều ý quá là bắt đầu choáng hợp rồi là bắt đầu viết nó cứ kiểu như là dè già dè già đấy nó khiến cho mình tốn thời gian và cũng khiến cho mình cái mạch văn của mình nó không được trôi chảy nữa hiểu không và cái thứ ba là khi đi thi ấy là nó cần lắm cái cảm hứng của chúng mình thật sự thật sự là khi đi thi thì chị rất hay gặp cái tình trạng là nhìn cái đề đó và mình mình không muốn viết ấy và khi mà mình không muốn viết rồi là kiểu gì cũng cứ viết đi viết lại một ý lùng ca lùng cụm luôn thì chị nhận thấy rằng là nếu như mà mình có cái thái độ đó khi đi thi ấy thì trước tiên là phải bình tĩnh lại hít thở thật là sâu đúng không hít thở thật là sâu và sau đó là nghĩ đến cái tương lai tốt đẹp là nếu như mình làm tốt cái bài này thì mình sẽ sẽ có được những cái gì rồi bắt đầu rồi bắt đầu đi sâu vào cái bài đó mình phải quyết tâm chinh phục được cái đề bài này mình phải quyết tâm viết được thật là hay tự tạo cho mình cái cảm hứng đi bởi vì là không phải đề bài nào nó cũng hay và nó nó kiểu như là nó tạo được cái cảm hứng tự nhiên cho mình ý các em viết khi mà các em muốn viết bài đó nó sẽ khác với cái tâm thế là các em phải viết cái bài đấy, hiểu với chị không? cho nên là có nhiều những cái khía cạnh liên quan đến quá trình chúng mình đi thi lắm, còn ở đây là chị đang muốn đồng hành với các bạn trong quá trình luyện tập cơ, cho nên là uh, sẽ có một cái buổi riêng chị chia sẻ những cái việc mà chúng mình khi đi thi thì nên làm gì, đúng không nào? Yeah, nên là bây giờ các bạn tập trung vào vấn đề Chị đang chia, chia sẻ cùng với các em nhá Để chúng mình tiết kiệm thời gian không thì Cũng nói dông dài khá là nhiều rồi đấy Giang hiểu ý chị không Giang uhm. Ngôn từ chưa vững à Có nghĩa là hay bí từ đúng không Hay bí từ thì bắt buộc là chúng mình Phải đọc nhiều thôi để tự mở rộng vốn từ của mình Đọc nhiều ở đây là Đọc những cái tài liệu tham khảo Của các tác giả khác khi mà phân tích Tác phẩm này, đọc ở đây là đọc Những cái tác phẩm đã trở thành kinh điển trong quá trình phê bình và lý luận văn học. Ví dụ như là các tác phẩm của Hoài Thanh này, hiểu không? Nhá, các bạn hiểu ý chị không? Là những bậc trí thức mà là những bậc giáo sư, tiến sĩ trong cái lĩnh vực văn học và viết phê bình cảm nhận, thì các em sẽ có được những cái từ ngữ nó rất là mới mẻ, nhưng mà phải đọc nhiều. Và khi mà có thêm được một cái từ ngữ mới nào thì là em cũng giống như một cái nhận định ý, là các em phải hiểu được từ ngữ đó thì chúng mình mới sử dụng được đúng vào trong cái văn cảnh của mình được ok chưa đấy cái việc liên hệ mở rộng ấy khi mà mình đã quen rồi thì nó chẳng mất nhiều thời gian đâu và nhiều khi nó còn đến rất tự nhiên trong đầu của mình ấy ví dụ bình thường ấy là chị đi chị viết bài chị sẽ không nghĩ đến là cái hình ảnh tay thương nhau tay nắm lấy bàn tay là chị sẽ liên hệ với tiểu độ xe không kính đâu mà đến lúc viết đến đấy rồi chị mới nghĩ ra đấy hiểu không chị bắt đầu kiểu như nghĩ là chị muốn nhấn mạnh rằng là cái nắm tay này này nó sẽ khác với cả cái 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 cái, cái âm hưởng của cái bắt tay cái bắt tay thì thường nó diễn ra trong một cái không khí rất là trang trọng thì ở đây tác giả chính hữu dùng cái nắm tay cơ thứ nhất là cho thấy được cái phong cách thơ của ông rất là ôn hậu rất là giản dị đúng không giản dị mà sâu sắc và cái thứ hai nữa là chỉ có những người nông dân mặc áo lính ấy họ đồng cam cộng khổ họ chia sẻ với nhau những cái cay đắng ngọt bùi trong cuộc đời người lính thì mới là cái nắm tay một cái hình ảnh vô cùng xúc động như vậy rồi xong tự dưng chị nghĩ đến là à vậy thì khác với cả những người nông dân mặc áo lính chính là những người lính thời kỳ kháng chiến trong mỹ chính là những người lính trẻ trung những người lính mà chi thức mà đã rời bút nghiên lên đường ra mặt trận Vậy thì họ là gì ạ? Họ không phải là nắm tay mà họ là bắt tay cơ Đấy, có nghĩa là Mình đừng gò ép mình, được không? Cố gắng lên Đừng... <laughs> chị không muốn là các bạn có một cái tâm thế là Cứ bắt buộc mình phải như thế này, phải như thế này Mà Cái việc liên hệ mở rộng ấy Đôi khi nó hay ở chỗ là nó đến với chúng mình rất tự nhiên Trong quá trình chúng mình viết bài Hiểu chị không? Cho nên là khi mà chúng mình luyện tập thì đúng là tự trau dồi thêm cho mình cái khả năng liên hệ mở rộng nhưng mà cái thứ hai cũng là đừng cứ ép mình và đừng cứ suy nghĩ tiêu cực là mình bắt buộc phải liên hệ mở rộng đoạn này mình mới thỏa mãn được mình mới ok được bài của mình mới hay được không phải nhá được không nào nó cứ nghĩ như vậy đi để cho mình có một cái tâm thế thoải mái lâu là khi mà mình cứ ngồi kiểu như là mân mê từng ý từng ý một đấy các em Ôi. Nào các bạn ơi quay trở lại vấn đề của chúng mình nhá. Quay trở lại chúng vấn đề mà chị đang nói hình như là không có bạn nào hứng thú với phần đấy hay sao ấy nhỉ? Phải không các em? Các em chưa cần quan tâm đến phần này đúng không? Chị biết là các bạn đang chia sẻ với nhau những cái tình trạng mà mình gặp phải. Hiểu không? Nhưng mà ở đây là chị chỉ có thể đưa ra một số những cái lời khuyên để các em áp dụng thôi, chứ chị chưa thể đi sâu được bởi vì là nội dung bài của chúng mình nó đang ở phần liên hệ mở rộng mà với các bài của các bạn học sinh giỏi đó. Đúng không? Ừ. Thả lỏng, thả lỏng ra, thoải mái ra. Tại sao lại nghĩ rằng là liên hệ mở rộng thì sẽ lâu và khiến cho mình không còn thời gian để viết những ý khác nhỉ? Nó mất nhiều thời gian đâu? em cứ nghĩ liên hệ mở rộng mới có đúng một câu dẫn dắt xong rồi trích cái thơ ấy ra thôi trời ơi khi mà đã thuộc thơ rồi thì trích ra để mất bao nhiêu thời gian mà bảo là ảnh hưởng đến những ý sau đúng không quan trọng là mình kiểu như là quan trọng là mình dẫn ra nó một cách tự nhiên thôi chứ bây giờ ngồi nghĩ ấy kiểu như là có dẫn chứng rồi xong bắt đầu ngồi nghĩ xem là dẫn dắt như thế nào thì nó mới mất nhiều thời gian đó ừ Ôi hôm nay nhiều bạn đi thi nhỉ Ừ, chúc anh Kim sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn nhá Cố gắng lên em Được không? Nào, thấy các em ok hết chưa? Để chị nói tiếp này, không thì thôi này Để chị nói tiếp không thì thôi Bởi vì là các bạn mong muốn thì chị chia sẻ còn không thì thôi mà Tất cả là vì các em hết Được chưa? Tất cả là tùy thuộc vào cái mong muốn của các bạn cho nên là các em muốn thì chị nói là không thì thôi để dành thời gian cuối tuần chúng mình nghỉ ngơi rồi nhá ok chị đang muốn nói ở đây đó chính là những cái nhận định về liên quan đến những cái vấn đề về lý luận văn học thì thứ nhất là các em có thể sử dụng ở trong cái đoạn mà chúng mình lý luận đấy cái đoạn mà chúng mình viết lý luận ấy là giải thích xem là cái khía cạnh chúng ta đang đề cập đến là khía cạnh gì ở trong lý luận văn học. Ví dụ như là giá trị nhân đạo hay là giá trị hiện thực hay là cái um, tình cảm trong thơ, được không? Nhá, đó là cái đầu tiên. Hoặc là trong quá trình mà chúng mình phân tích ấy dùng cái trải nghiệm văn học của chúng mình để phân tích thì khi mà mình phân tích là mình phải đưa ra những cái dẫn chứng và dẫn chứng đó phải nhằm phục vụ cho cái ý mà mình đang phân tích. Ví dụ như là Chúng ta đang bàn luận đến giá trị nhân đạo ở trong văn học đúng không? Thì cái ý đầu tiên là giá trị nhân đạo là cái sự cảm thông, thấu hiểu của tác giả dành cho những cái phận người trong xã hội và họ đưa những cái phận người đó với tất cả những cái gì chân thực nhất là khổ đau, là gian khó mà họ phải trải qua lên trang văn của mình. Vậy thì chúng ta sử dụng hình ảnh lão Hạc để chứng minh cho cái quan điểm đó thì chúng ta phải cho thấy được rằng là cái cuộc đời của lão Hạc ấy thì uh, lão hạc đã gặp những cái khó khăn như thế nào đã có những cái dằn vặt ra sao và nam cao đưa cái điều đó lên trang văn như thế nào để rồi chúng ta lại phải tổng kết lại là vậy thì phải là một người thấu hiểu phải là một người cảm thông với số phận với cái tình cảnh đấy của người nông dân của lão hàng nói riêng và của những người nông dân trước cách mạng nói chung thì nam cao mới có thể viết một cách chân thực như vậy hiểu không đó thì trong quá trình chúng mình phân tích và chứng minh như thó như thế thì các em cũng có thể lồng ghép vào những cái nhận định chứng minh xong chúng ta cũng có thể sử dụng đó là quả thật hiểu không quả thật văn học đó là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng ví dụ như vậy đó thì đấy là một số những cái vị trí các em có thể sử dụng để đưa những cái nhận định trong văn học vào hoặc là những cái vị trí rất quen thuộc mở bài và kết bài ok chưa mở bài và kết bài cũng có thể sử dụng đó, rồi Vậy thì ở đây Nhưng mà làm thế nào để chúng mình có được cái vốn nhận định đấy Chị đang thấy các bạn đang có một cái tình trạng là Có được nhận định nào thì học nhận định đấy thôi Chứ không có sự phân loại nó ra Bây giờ hãy giúp chị làm một cái bước đó chính là các em hãy phân loại nó ra nhá Chúng mình có rất nhiều nhận định Vậy thì trong cái cuốn sổ của các em ấy Các em hãy để ra cho chị một vài trang Chúng mình ghi cái tiêu đề ở đây đó chính là về Tinh thần nhân đạo hoặc là giá trị nhân đạo của văn học đi Giá trị nhân đạo hiểu không? Sau đó này, chúng mình gặp bắt gặp một cái nhận định nào hay, chúng mình phải hiểu được là Vậy thì nhận định đấy đề cập đến khía cạnh gì? Nếu như mà nó có đề cập đến tình yêu thương của tác giả được không? Nó nếu như mà nó đề cập đến cái tinh thần nhân đạo của tác giả, nếu như mà nó đề cập đến giá trị nhân đạo trong văn chương, chúng mình sẽ xếp nó vào những cái trang mà viết về giá trị nhân đạo này. Hiểu không? Ví dụ nhá, chị có cái nhận định đó chính là một nhà nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nghệ sĩ nhân đạo à phải là một nhà nhân đạo trong cốt tủy đây là một nhận định của xe khốp à chị đọc lên chị thấy là có đề cập đến là chị nhân đạo chị bắt đầu liệt kê vào tất cả những cái trang thuộc cái phần là chị nhân đạo chứ không phải là các em cứ viết lại viết lại những cái nhận định đấy ra thế xong rồi mình đã rất khó học thuộc rồi mà mình còn không có cái hệ thống ở trong đầu của mình nữa có phải là đi thi nhá thì khi mà đề cập đến giá trị nhân đạo là các em phải nhớ được là đâu những cái gì nhỏ những cái nhận định nào liên quan đến giá trị nhân đạo trong văn học bây giờ đấy bắt đầu hình dung lại ô trong quyển vở của mình nó lung ta lung tung bây giờ không nhớ được cái gì cả hiểu chị không nhá vậy thì bây giờ chúng mình làm thêm một cái bước nữa đó chính là phân loại nó ra phân loại những cái nhận định mà mình có ra để mình dễ học hơn ừ. ôi sưu tầm em chỉ cần lên mạng thôi em chỉ cần gõ ra là những nhận định về giá trị nhân đạo trong văn học thì nó ra cả một cái danh sách như thế này này. Quan trọng là em phải đọc và em chắt lọc ra, em thấy em hiểu được nhận định nào, em thấy nhận định nào có hình ảnh hay thì em đưa vào và em chú tâm học thuộc nó thôi, chứ không phải là cái gì mình cũng chép lại hết xong rồi lại không học được. Hiểu không? Nhá. Hoặc là có những một số những cái vấn đề như thế này các em có thể kẻ những cái bảng hoặc là dùng quyển sổ của mình một vài trang mỗi nội dung này để dành cho nó một vài trang trong quyển sổ của mình trong quyển sổ của mình để mình có thể sưu tầm và lấp đầy những cái chỗ trống đấy giá trị nhân đạo này hay là giá trị hiện thực này được không nhá đó rồi là gì nữa nhỉ về thơ đi về thơ thì có cảm xúc cá nhân trong thơ này hiểu không đó rồi là gì nữa nhỉ ừ, còn có thể là về cái quá trình tiếp nhận vai trò của bạn đọc này tiếp nhận văn học đấy hiểu tiếng nói tri âm tri kỷ ở trong văn học thì nó cũng thuộc cái phần vai trò của bạn đọc ở đây này hiểu chị không có rất nhiều những cái khía cạnh thì khi mà chúng mình tiếp xúc với một nhận định nào hay ho ấy là thứ nhất em phải xác định được là nhận định này nó đề cập đến cái khía cạnh lý luận văn học nào xếp nó đúng vào loại đấy nếu như thấy nó đề cập đến một vấn đề mới thì chúng mình lại tiếp tục xây dựng thêm một cái chủ đề mới ở trong quyển sổ của mình đến bây giờ nhá ví dụ chị có nhận định này đó là nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than vậy thì nhận định đó được xếp vào loại nào các em nó đang đề cập đến khía cạnh gì đây một nhận định của nhà văn nam cao nào áp dụng luôn thường hành luôn nghệ thuật không cần là không cần phải là ánh trăng lừa dối nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối nghệ thuật chỉ cần là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than ừ, ở đây chúng mình thấy được nhá thứ nhất này nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối không nên là ánh trăng lừa dối có thêm một vấn đề nữa ở đây chúng chính là phong cách nhà văn Hiểu không? cái riêng cái đẹp cái hay cái lạ của mỗi nhà văn và cái sự tự ý thức của mỗi nhà văn trong quá trình sáng tác của mình để xây dựng lên phong cách thì đây cũng là một vấn đề khá là lớn thì cái ánh trăng lừa dối ở đây chúng mình hiểu đó đấy đó chính là không phải là nghệ thuật không phải là cái những cái gì nó tưởng tượng mà nó phải gắn liền với cái thực tế ấy. đúng không nhà văn không thể cứ đắm chìm vào những cái thế giới ảo mộng đấy được mà phải nhặt những chữ ở ở đời để góp lên trang mà là phải gắn liền với cả thực tế để đưa những cái điều đó lên trang văn rồi xong nó gửi gắm cái tư tưởng tình cảm của mình rồi tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than đấy thì chính là cái tinh thần nhân đạo của con người đấy phải thấu hiểu được họ thì mới đưa họ được thì mới có thể là khắc họa về họ thì mới có thể viết được đầy đủ và chính xác về họ đúng không từ cái tình cảm của mình rồi lại khơi gợi thêm nơi bạn đọc cái sự thấu hiểu và cảm thông nữa ừ đó hiểu ý chị chưa một nhận định có thể nó đề cập đến rất nhiều những vấn đề thì các em có thể liệt kê nó ở tất cả những cái vấn đề nào mà các em thấy nó liên quan, không sao hết. Miễn sao là có thêm một cái bước phân loại ra để học dễ hơn giúp cho chị, chứ chúng mình không học tràn lan nữa. Ok chưa? Đó nhá. Thì đó là tất cả những cái điều mà chị muốn nhắn nhủ với các bạn, không có quá nhiều đâu, nhưng mong rằng đó là những điều có ích với các em và các em hãy chủ động áp dụng trong quá trình học của mình nhá và cái quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào bản thân mình hãy tạo một cái tâm thế thoải mái văn mà gò ép thì không bao giờ hay được văn mà cứ kiểu như là thúc ép mình cứ như là kiểu như là luôn luôn không cảm thấy thỏa mãn về những gì mình viết được thì nó sẽ rất khó để có thể tiếp tục cái nguồn cảm hứng của các em trong môn văn này đấy cho nên là hãy cố gắng lên chị biết được rằng là cầu tiến là không phải là sai nhưng mà Đôi khi mình cũng hãy tự hài lòng với những gì mà mình đã làm được để lấy đó làm cái động lực mình cố gắng hơn. Hiểu ý chị không nào? Cố gắng lên các bạn nhé. Rồi, vậy là ngày hôm nay ngày cuối cùng của chiến dịch gieo văn. Nhìn lại Chúng ta đã có một cái quá trình trong vòng 7 ngày Không phải quá dài đúng không Nhưng mà đã có những giây phút mà chúng ta đồng hành cùng với nhau Đã có những cái giây phút mà tinh thần học tập lên cao Và chị rất là vui với cái điều đó đến từ các em Hãy cố gắng giữ vững cái tinh thần học tập này của chúng mình nhé Dù là có chiến dịch chị mở ra hay không Thì chị tin rằng là Mỗi khi mà các em quyết tâm học ấy Thì đó đều là một cái chiến dịch chiến thắng Và một cái chiến dù Một cái chiến dịch thành công tốt đẹp Đối với mỗi các em cho nên là cố gắng lên quá trình học của chúng mình thì còn dài lắm chị vẫn ở đây và tiếp tục đồng hành cùng với các bạn cố gắng mở thêm những cái chiến dịch ngắn hạn để cho các em có thể là trong một thời gian ngắn nhưng mà trau dồi thêm một số những cái kỹ năng nho nhỏ trong quá trình làm văn của mình hiểu không ừ. ngày mai thì chắc là chúng mình sẽ không gặp nhau vào giờ này nữa đâu <laughs> coi như là một để một vài ngày để chúng mình lắng động sau cái chiến dịch giao văn này các bạn nhé đồng ý với chị không rồi Vậy còn các em thì sao? Các em cảm thấy chiến dịch này như thế nào? Sau 7 ngày đồng hành cùng với chị Các bạn chia sẻ nhanh lên nhé Điện thoại chị sắp hết pin rồi Chị đang sợ là nó sẽ sập nguồn ở đây mất Hiểu với chị không nào? <laughs> Có điều gì muốn chia sẻ thì nhanh 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 nào Không là điện thoại chị nó sập nguồn ở đây là cũng mất luôn phần phát trực tiếp này đấy À ok Rồi chị biết với cái sự hưởng ứng của các bạn trong những cái chiến dịch như thế này thì đấy chính là cái động lực để chị có thể sắp xếp thời gian đồng hành cùng với các bạn trong nhiều những cái chiến dịch tiếp theo nhưng mà chỉ là chiến dịch ngắn hạn được thôi dài hạn thì chị e rằng là nó không phải là chiến dịch <laughs> dài hạn thì chị e rằng là sẽ có nhiều bạn nản lắm nếu mình cứ từng chút từng chút một góp nhặt từng chút từng chút một thì sẽ dần dần sẽ tiến bộ hơn ừ uhm. ok rồi, rất là cảm ơn các bạn Rất là cảm ơn các em khi mà đã tin tưởng và đồng hành Chị thì vẫn ở đây, được không? Chị thì vẫn ở đây, vẫn sẽ gặp lại các bạn Trong những cái phần phát trực tiếp Về những phần kiến thức chúng mình học ở trên lớp nữa Cho nên là cố gắng Là theo dõi thường xuyên Về fanpage học văn chị Hiên trong một cơ sở này Cố gắng học tập thật là chăm chỉ Học được cái gì thì hãy biết vận dụng nó nhé Chứ đừng học xong xong rồi để đấy Được không? Ừm uhm. Rồi ok Các bạn ơi Chị biết rằng là bây giờ cảm xúc của các em đang lên cao Nhưng mà chị thật sự xin lỗi Khi mà phải ngắt cái mày cảm xúc đấy Có điều gì muốn chia sẻ Em có thể nhắn tin trực tiếp về cho fanpage học văn cho học cơ sở nhá Bởi vì là bây giờ Điện thoại của chị thật sự là nó không còn nhiều pin nữa Chắc là chị sẽ phải kết thúc phần phát trực tiếp này Trước khi mà nó sập nguồn Để có thể kịp tải lên cho các bạn <laughs> Ok, hơi tiếc vì không hoàn thành thử thách à Vậy thì bây giờ mình tự hoàn thành đi nhá mình tự hoàn thành những cái thử thách mà mình chưa hoàn thành đi để mình trọn vẹn kết thúc cái chiến dịch này cùng với chị hiểu không nào ok chưa Nhá các bạn nhá. Rồi, ngày hôm nay rất là cảm ơn các em và cả những ngày trước đó nữa chúng mình đã có một tuần đồng hành cùng với nhau với tất cả những gì quyết tâm nhất, với tất cả những gì hào hứng nhất. Chị mong rằng các bạn cũng vẫn sẽ ở đây cùng với chị. Chúng mình tiếp tục học tập thật tốt, thật chăm chỉ cho môn văn và chúc các em những bạn nào sắp phải đối diện những cái kỳ sắp phải đối diện với những cái kỳ thi quan trọng thì chị tin rằng là các em cứ cố gắng thì thành quả gặt về sẽ là những quả ngọt Và chỉ cần cố gắng thôi Thì dù kết quả có ra sao thì đấy cũng là một cái lần trải nghiệm vô cùng đáng quý với mình rồi Đừng đặt nặng và đừng quá áp lực với bất chính bản thân mình các bạn nhé Chị tin, chị tin rằng là các em sẽ làm được thôi Ok chưa? Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo Cảm ơn, cảm ơn các em rất nhiều Bye bye